Xin chào toàn thể quý khách hàng thân yêu. Hôm trước thì em Hương đã lên sóng và báo giá về một dòng xe 7 chỗ ngồi form dáng đẹp, đó chính là một chiếc xe Xpander. Nhưng là với lớp sơn màu nâu thì nhiều bác kén về tuổi, về phong thủy. Thì các bác ơi, hôm nay em Hương về thêm cho mình một chiếc xe siêu phẩm Xpander số tự động đẹp đời 2019. Đời 2019 với lớp sơn màu đen đẹp, xin nhan trên gương. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ. Máy lại còn máy eco. Động cơ trang bị 1.5 hỗ trợ đầy đủ cho em chống trơn trượt. Đổ đèo đầy đủ cho mình, chống trơn trượt hỗ trợ đổ đèo. Các bác nhìn này, form dáng của Xpander này. Đây là một trong những dòng xe 7 chỗ mà khi ra mắt thị trường thì nó làm giảm sụt cái doanh thu của những dòng xe khác nhé. Vì sao ạ? Vì em này là một chiếc xe siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, máy số thì khỏe. Nhiều bác truyền tai nhau rằng Xpander đi yếu, nhưng em thấy cảm nhận của em cũng như là em bán rất là nhiều xe rồi thì khách hàng nói rằng em nó không hề yếu nhé, mà còn siêu tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ sở hữu được một ngoại hình xinh xắn này, máy số ngon, đi đẹp, mà em nó còn có một cái máy móc rất là khỏe luôn nhé, không yếu như những lời các bác truyền tai nhau đâu ạ. Em sẽ quay qua về ngoại hình của chiếc xe Xpander này trước này. Phía sau xe thì có 4 mắt cảm biến va chạm, lắp lipo thể thao cho em rồi. Cam lùi đầy đủ, biển 90. Đèn hậu phía sau thì cũng cực kỳ sắc nét. Với lớp sơn màu đen đẹp như thế này, em nghĩ là các bác dù có phong thủy tuổi như thế nào, mệnh gì cũng đều hợp thôi. Đây các bác nhé. Chân tay lắm cửa và hai cánh cửa phía trước thì có phím mở một chạm thông minh. Xin ngang trên gương rồi. Đấy, cụm đèn pha phía trước của Xpander thiết kế cực kỳ đặc biệt luôn. Thiết kế siêu to bản luôn, cực kỳ sắc nét đèn pha đây ạ. Hai làn đèn form dáng mới đây các bác này, nhìn này. Một dải đèn ở đây rồi. Còn có đèn pha ở đây nữa, đèn phá xương, còn có đèn gầm này các bác nhìn này, form dáng của Xpander đẹp sắc nét luôn. Không chỉ có sở hữu ngoại hình đẹp mà máy số này cực ngon. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết các bác nhé. Quay chi tiết đây ạ, cụm đèn pha phía trước đây. Phanh thì phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em với dàn mâm này. Mâm rất là đẹp luôn, lốp này dày hoắm luôn, đút ngón tay vào còn rất là sâu luôn. Gầm bệ thì thoáng, không hề bị mục mọt. Với dòng Xpander này, cam kết cho mình không đâm xô và không ngập nước, không mục mọt. Chủ mã đầy đủ này. Riêng cái phần gương các bác nhìn này, ốp phần gương trắng này. Xong rồi có xin nhan trên gương này. Trên tay lắm cửa thì có phím mở một chạm thông minh. Khi mở cửa ra thì em nó sẽ kêu cảnh báo như này một chút nhá. Còn đối với chiếc xe này thì em các bác nhìn này, zin đẹp từng con ốc luôn. Phần táp ly thì may thiết kế giả da với những đường kim mũi chỉ này. Tất cả đều là bằng nhựa cứng nhưng mà thiết kế nhìn rất là tinh tế, nhìn rất là thật luôn. Ở đây là bằng ốp giả vân gỗ này, ốp mạ chrome này. Gương kính thì auto này. Còn riêng cái phần này thì cũng là phần da cứng nhá. Nhìn thì giống da, giống là da thôi nhưng là phần nhựa cứng này. Hộp để đồ có thể chứa được 3 cốc nước cho em. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, zin đẹp toàn xe luôn. Xpander 570 triệu bản nhập Indonesia. Bản này là bản nhập Indonesia các bác nhé. Đây, thông số của xe, móc khóa này, từng con ốc zin đẹp cả xe như thế này, zin đẹp cả dàn. Ghế da cao cấp xịn sò cho em. Các bác này, ghế da không hề bị rách vỡ luôn. Ghế da này còn tươi đẹp như thế này cơ mà. Riêng đặc biệt bác chủ khoang hành lý, khoang ghế của bác Tài là bác Tài vất vả hơn mà, nên là bác đi ngồi nhiều hơn. Thì đây, bọc thêm cho mình một cái áo ghế với những cái hạt massage bằng nhựa, bằng gỗ, rất là mát luôn, rất là mát. Xe thì có hỗ trợ trơn trượt cho em, gương kính tự động cho em này. Các cái thanh gió điều hướng chuyển điều hòa, điều các hướng cực kỳ mát luôn. Xpander đời 2019 này em sẽ mở lên nhé. Đề lỗ thông minh. Đây các bác nhìn này, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em order Xpander này. Máy thì máy eco này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Đấy, có này các bác nhìn này, các chế độ trên vô lăng luôn, túi khí an toàn. Nhấn nhẹ một cái thôi là tắt đề lỗ thông minh đi. Cam hành trình có rồi, màn hình giải trí có, điều hòa auto tự động cho em. Hai làn nóng lạnh. Đây, đây là cần số cũng như là phần phanh tay của xe này. Cần số này, BRN đây, các cần số, các cái điều chỉnh tốc độ cho mình, các cái lập trình cho mình đây. Áo da sắc nét luôn. Phanh tay cũng đẹp luôn các bác nhé. Có hộp để đồ cá nhân này, đây sẽ là một cái cốp bí mật cho mình, nếu bác nào mà có thể giấu vợ một chút quỹ đen này. Táp ly thì đẹp căng, phần túi khí an toàn đây. Trong sự cố bất ngờ xảy ra thì túi khí an toàn nó chính là một cái phao cứu mạng cho mình. Nó là một cái phao cứu mạng cho mình đây ạ. Order đây, 3 vạn, em này thì đi ít thôi. Vì đời 2019 mà. 2 năm liền dịch dã thì đi đâu được đúng không ạ? 2 năm vừa rồi dịch dã quá là nhiều, không thể đi đâu được. Nên em nói đi rất là ít thôi. Trần nỉ nguyên zin với 3 hàng điều hòa, tương ứng với 3 hàng ghế mát lạnh. Các bác có ngồi ở khoang nào thì cũng đều mát lạnh cho em, không sợ bị nóng này.
xe thì với điều hòa lọc không khí tốt, bác nào mà có say xe thì ngồi lên chiếc xe này cũng không sợ bị say xe đâu nhá. Đấy, hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi cho em luôn, ghế da cũng căng mọng chắc chắn luôn. Làn điều hòa đây, chỉnh cho kia cho em nóng lạnh tùy ý mình chỉnh này. Đây là hàng ghế thứ hai này, có đèn trần đầy đủ rồi, trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp đây, hai hàng ghế. Cực kỳ rộng rãi luôn, phía trên có thảm mà rối, cực kỳ sạch sẽ và dễ vệ sinh. Còn ở đây là từng con ốc, em sẽ quay bên cánh cửa phía sau đây. Móc khóa này, nói chung là xe thì zin đẹp cả xe luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa cho em ạ. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa, móc khóa thì sáng choang. Còn đây là bảng thông số mức tiêu hao nhiên liệu, nếu các bác đi trong đô thị chỉ có 7 lít thôi, còn đi ngoài đô thị chỉ 5 và 6 lít thôi. Đây là một trong lý do quyết định tại sao Xpander lại bán chạy như vậy. Máy số thì ngon, các bác có đi gia đình hay dịch vụ thì xăng xe cũng quá là hợp lý, nếu như mà là mình đi có đi thêm dịch vụ nhá. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái phần chi phí hơn. Lốp rất là dày dặn, gầm bệ không mục mọt. Đây, la răng thể thao đầy đủ rồi, form dáng thì đẹp luôn. Rất là sang trọng với lớp sơn màu đen. Những đường dập nổi trên thân xe thì cực kỳ sắc nét. Đi sang bên đây thì đèn hậu phía sau này các bác này, nhìn cụm đèn hậu phía sau cực kỳ to bản sắc nét luôn, có đèn báo rẽ rồi. Phía sau thì có bốn mắt cảm biến va chạm, lắp cho em cái lipo như thế này. Đây, lắp cái lipo đây ạ. Gầm bệ đây các bác nhá. Lốp sơ cua đây, lốp sơ cua của em nó thì thiết kế đây, cũng giống như dòng Innova 7 chỗ thì nó được giấu ở dưới gầm như này nhá. Vừa gọn gàng vừa tinh tế luôn. Mở khoang hành lý cho mình lên. Vì là xe 7 chỗ ngồi, nếu như các bác mà không ngồi đến hàng ghế thứ ba thì đây sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng cho mình đi du lịch nếu như nhà 5 người. Còn nếu như ngồi đủ 7 người thì các bác kéo ghế lên. Kéo ghế lên thì khoang cốp sẽ chừa lại từ đây đến đây, vẫn còn rất là rộng rãi luôn. Đây, khoang hành lý đây, dụng cụ top khoang cốp này. Máng nước hai bên phía sau các bác nhìn zin đẹp luôn, từ những cái gioăng cũng không hề bị rách vỡ. Đây là phần ốc của lắp cốp này. Ốc của lắp cốp đây các bác nhìn này. Đây, cái này đây các bác nhìn này, bấm đinh tán này, máng nước hai bên không hề bị vặn mở đây. Đây, lắp cabo thì zin đét là đẹp luôn, đẹp căng luôn. Xpander nhập khẩu số tự động đời 2019, giá chào bán là 570 triệu. Chiếc xe màu đen đẹp, đen bóng luôn các bác nhé, đen bóng đẹp luôn. Dàn lốp nắp thì dày dặn, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa, gương kính thì liền đời theo xe, auto tự động cho em. Móc khóa này, từng con ốc đẹp như thế này cơ mà, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, các bác nhìn này, zin đẹp toàn xe luôn. Móc khóa đây, sáng choang luôn đúng không ạ? Lẹp chân kính hết rồi, tay nắm cửa ốp mạ chrome. Hai cánh cửa phía trước có phím bấm một chạm thông minh, khi mở cửa ra nó sẽ báo cảnh báo như thế này luôn nhá. Đây ạ các bác này, ốc đây rất là đẹp luôn. Đừng quên khi mà nhấc máy lên để lại số điện thoại cho em tư vấn này. Hotline của em là gì các bác nhớ chưa ạ? 0354602790. Đây, móc khóa này, từng con ốc này zin đẹp cả xe như thế này, không mua xe này thì mua xe nào ạ? Giá thì em vẫn còn thương lượng thêm, lọc lá thêm cho mình, những bác nào thật sự quan tâm. Đăng ký đăng kiểm đây, một cái còn đến tháng 6, một cái đến tháng 12, đều là năm 2023. Em này thì biển 90 các bác nhé. Đây, giàn lốp dày dặn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, form dáng rất là đẹp luôn. Vừa rồi thì em Hương đã quay rất là chi tiết về nội thất và ngoại thất. Còn bây giờ thì em Hương sẽ quay luôn về khoang động cơ máy móc, một trong những cái khoang mà các bác xuống tiền hay không, nó ở cái vị trí này đây ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Xpander đời 2019 số tự động. Nói chung là nếu như mà em nói chiếc xe này mới lăn từ trong hãng ra thì cũng đúng thôi, thì các bác cũng không có gì để nói đâu ạ. Các bác sẽ tin ngay là cái xe này lăn từ trong hãng ra, vì các bác nhìn này, từ ngoại thất, nội thất đến máy móc nó đẹp, nó sáng mà còn zin như thế này. Từ phanh ABS cho những con ốc của mặt máy này, zin đẹp và sáng choang, không hề có một dấu hiệu gì là đã qua sử dụng hay là đã vặn xoáy đúng không ạ? Sáng choang đẹp như thế này, từng con ốc đấy ạ. Máng nước hai bên không hề bị vặn mở, các cái thanh ngang còn nguyên bản nguyên xi như thế này. Cho đến lắp cabo vẫn giữ được thảm chống nóng giảm nhiệt. Keo chỉ zin cả luôn tất cả các phần lắp cabo hay là các bấm đinh tán và lốt thoát nước đây. Còn đây là cái mày miếng này là ở trên nó ghim chặt vào đây lắp cabo rồi, zin đẹp thông số của xe. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Xpander số tự động đời 2019 bản nhập Indo. Bản nhập Indonesia đời 2019 và giá mà em Hương đang chào bán là 570 triệu. Với nhiều công nghệ, option, nhiều đồ chơi. Những bác nào thật sự quan tâm thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương.
Còn bây giờ thì em Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần trên fanpage Neo Ô Tô Hải Dương. Nhớ ấn nút đăng ký kênh hoặc là chia sẻ giúp em Hương để em Hương có thể tiếp cận được nhiều khách hàng nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.